Lúc mà thầy để tay ấn ngay cổ lưng á, vẽ cái ấn gì ngay lưng á là nóng, rất nóng luôn, nóng nóng như dữ lắm lửa. À dạ nóng lắm. Dạ thầy rất là giỏi luôn. Dạ. Nghe sao vậy? Dạ, người được chưa? Dạ giờ là khỏe lắm. Tôi cũng hiện tại bên đây cũng khỏe luôn. Tại là bây giờ là cơ thể mình rất là khỏe đúng không ạ? Mắt sáng trưng à, không có lờ mờ như hồi nãy. Không có giống như hồi lúc ban đầu ha. Dạ. À, lúc ban em đầu. Em cảm ơn em cũng chân thành cảm ơn mấy anh với lại các thầy đã giúp em khỏe mạnh. Mình nhìn đôi kiến mình ấy, sao mặt mình ấy nó kỳ cục làm sao á, mà mấy người kêu với một ngày mặt mày mấy sắc mặt lẫn tiền, có khi mình như đàn ông á. Mà cũng có khi mày thấy mày như bà già hay gì á, nói chung là mặt của em kỳ lắm. Kính thưa quý vị, thì vừa rồi Lê Thanh cũng có đăng một clip là có một gia đình này ở tận Bình Phước đó các bạn. Thì cũng có xem qua clip của Lê Thanh và Thảo đăng về ông Tài thì đó. Thì cũng tin tưởng ông Tài này sẽ trị hết bệnh, thì hôm nay đã gặp được ông Tài rồi. Thì cái clip đầu cũng đã trị rồi. Thì cái clip này đang trên đường về thì ghé vào quán muốn hỏi gia đình. Thì mời cả nhà theo dõi video của mình nha. À, thì cách đây cũng được 2 tháng rồi, 2 tháng 3 tháng rồi. Thì ngồi may á, thì cái chân của em nó đau lưng từ cái đốt sống thứ 3 cái đốt sống cuối xuống hai cái chân là coi như là em tê liệt luôn. Xong rồi em đau lắm, lúc nào cũng đau. Đau mà khóc, ngồi trên công ty đang may á, là ngồi kiểu dạng như là liệt 5 phút á. Cứ ngồi đơ, cái chân cố gắng gồng lên đứng cũng không được, mà đạp máy cũng không được. Xong rồi cái nói với mẹ thì mẹ nói là chắc là sau sanh, cái đó là cái triệu chứng sau sanh. Nhưng mà càng ngày nó càng nặng. Thì đến cái lúc mà hồi nãy đi lên trên đó, thầy bắt trúng đầu nè. Thầy bắt ấn ở đầu, ở vai, ở lưng, ở bụng là đúng những cái điểm em đau luôn. Xong rồi là cái bụng á, là lúc mà đi lên gần tới đỉnh rồi, cái bụng là y như là cái đinh mà nó chọt qua chọt lại chọt qua chọt lại. Đau hết rồi. Dạ đau lắm, đau từ hồi tối hôm qua rồi. Đau từ hồi khuya. Xong rồi người thì nó cứ khó chịu bần thần sao. Khi mà được thầy làm xong rồi thì bây giờ nó khỏe lắm. Nó như là nhẹ hẳn người luôn. Nó không phải như lúc trước nữa. Cái cảm giác nãy em lúc mà vô trong đó, anh thấy em nhìn chăn chăn vô cái chỗ mẹ nữ qua đó, rồi lúc đó em có cảm giác gì lần lần gì không? Em biết gì đâu. Lúc đó hết biết hả? Em biết gì nữa. Tức là nãy là mình không biết sao? Dạ không. Sao em thấy anh thấy mà em nhìn cũng bình thường mà. Tức là em biết gì tới đó là em hết biết hả? Em chỉ biết là người ta đang làm cái gì đập vô người em bộp bộp ở khu vực tay, chân, lưng, mắt, mũi rồi vậy thôi chứ. Ngoài ra nói hay là gì là em em chỉ biết là người ta đập vô người em thôi chứ em ngoài ra không biết gì nữa hết. Em nhìn hay em có nói gì em cũng không biết đâu. Hồi nãy là nghe em nói lúc mà thầy để cái tay đốt sống em là có cái cảm giác như thế nào? Là lúc mà thầy để tay ấn ngay cổ lưng á, vẽ cái ấn gì ngay lưng á là nóng, rất nóng luôn, nóng như lắm lửa. Dạ nóng lắm, nóng như lửa đốt, là cảm nhận là nóng như lửa đốt. Xong rồi cái tay để xuống hai ba cái đốt sống lưng á là bắt đầu nó tê y như là điện chích vô vậy đó, bắt đầu nó chạy thẳng xuống hai cái chân, tê liệt hai cái chân luôn. Lúc đó là em cố gắng em nhấc cái chân lên em đứng, em nhắc tính bỏ chạy đó, bỏ chạy đau quá rồi em tính bỏ chạy đó, nhưng mà không biết sao mà đi không được, cái chân liệt luôn tại chỗ đó. Xong là cái cô kia là cổ làm bấu chân em, cổ bấu cũng cao cũng kéo, là bắt đầu là cái chân em cảm thấy là cái chân bên này nó nhẹ hẳn rồi. Lấy ra đó, cái đó là lấy ra đó, nặng chịch luôn. Hay á cô ha. Đúng là cái lúc mà gì nó ra rồi cái cảm giác của mình là nó nhẹ cái người. Dạ nhẹ lắm, nhẹ lắm, khỏe lắm. Là lúc đó mình tỉnh chưa? Dạ tỉnh. Bây giờ là hồi nãy là cái đầu á, con mắt là nó cứ vậy nè, nó buồn ngủ, nó cứ nó muốn nhắm lại vậy nè. Đi lên trên đó là chỉ muốn ngủ thôi. Đúng rồi, nó cứ đơ đơ y như con khùng vậy đó. Rồi xong rồi cái là bây giờ là tỉnh táo hoàn toàn. Tỉnh táo hoàn toàn. Dạ em cảm nhận là cái thầy đó giúp em hết không? Dạ thầy rất là giỏi luôn. Giỏi à? Dạ. Thì cái đó là cũng kết hợp lại đó. Dạ. Mấy vị lớn không? Tại vì cái triệu chứng này thì nó lúc đầu thì nó cũng lúc đầu thì nó cứ mệt. Mấy tháng đầu thì nó mệt lắm. Cạo gió rồi uống thuốc gọi là ăn cơm bữa đó. Dạ. Cứ nay 200 mai 200 tiền thuốc không. Làm bao nhiêu là đổ cho thuốc hết, xong rồi là cái thời gian sau này bắt đầu tự nhiên càng lâu thấy nó càng thấm, mà mỗi ngày nó thấm càng mạnh hơn. Có cái đợt Tết là
em nằm em co giật ở giường á, em biết em co giật luôn, nhưng mà ớn lạnh khắp người, rồi em không biết gì nữa, là nè em nằm bất tỉnh luôn. Anh có nghe mẹ em kể đó, là khi mà em bị cái triệu chứng nào đó là mẹ em á là phải thắp hương thắp nhang đó, là để trình đến nhà thế là mẫu. Mình có thờ mẫu đó ha. Là lúc đó là cơ thể mình khỏe lại hay sao? Dạ, là đâu cũng khoảng thời gian lâu em nằm đó thì em đỡ. Đỡ xong cái bắt đầu mẹ mới nói là kiểu này không ổn rồi, đi coi thầy. Thì ở dưới đó cũng có đi coi thầy. Tức là mình cũng đã có đi cũng ha. Có bùa, thầy bùa. Nhưng mà họ cũng có gỡ, nhưng mà kiểu dạng như gỡ nó cũng nhẹ được chút xíu, xong nay mai thì nó lại bị tiếp. Cái dạng như là ý như bên kia họ biết mình gỡ xong họ làm nặng hơn sao á. Nên là bắt đầu nó nặng vừa, nó đo cấp 3, cấp 4. Thế là mẹ thấy không ổn rồi. Cái mẹ tìm ở trên Google đồ này kia thì hơi xui khiến sao không biết. Thấy nick của anh Thành với anh Thảo. Thế là mẹ em tìm mọi cách xin số điện thoại đồ này kia. Rồi là bắt đầu mẹ em liên hệ với hai cái nick của hai anh. Nghe sao vậy? Người được chưa? Dạ, giờ là khỏe lắm. Bên đây cũng khỏe hiện luôn. Tại là bây giờ là cơ thể mình rất là khỏe đúng không ạ? Mắt sáng trưng à, không có lờ mờ như hồi nãy. Không có giống như hồi lúc ban đầu ha. Dạ. Lúc ban em cảm đầu ơn là... em cũng cảm chân thành cảm ơn mấy anh với lại các thầy đã giúp em khỏe mạnh để tiếp tục để nuôi bé lớn trưởng thành. Bé này là mấy tháng rồi? Dạ 9 tháng. 9 tháng rồi. Nhìn thấy cũng hơi cưng quá ha. Thì hồi nãy mà khi mà thấy lúc mà ông Tài về đó với các vị kia đó, là khi mà thấy em ói ra luôn, cái đó là hồi đó giờ mình có hiện tượng đó không? Nó cứ nghẹn ở ngực á, nó có như cái cục gì nó nghẹn ở ngực á, tức lắm mà không có ra được. Lâu lâu ví dụ như em cúng mẫu là nó sẽ nóng. Nó sẽ nóng như nó bốc lửa ra vậy. Em cảm giác mà nó nóng, nó bừng lên mặt em mà muốn xì khói ra hai cái lỗ tai luôn. Nóng lắm. Xong rồi là cúng được một lần một cử của mẫu rồi. Còn các cử sau là tại vì cúng là 18, 18, 28. Trong tháng này em cúng được có một lần, còn mấy cử kia em bỏ hết. Không biết sao cứ đến lúc cúng là bắt đầu đau đầu. Đau mà bể cái đầu, đập đầu ở dưới giường á. Đau lắm rồi, à. Bệnh khó chịu, nói chung mà nó giật gì nó làm cho không cúng kiến gì được hết. Như cái hiện tượng đó là hồi đó là giờ mình mới đầu tiên á, là mình cũng đâu có biết là có thể là mình bị dính bùa đâu, rồi mình có đi bác sĩ không? Dạ có chứ, em tốn tiền thuốc, tiền bác sĩ nhiều lắm. Xong rồi bắt đầu gì đồ ăn chay, rồi mẹ em muốn ăn chay á, mẹ em thấy không ổn mà mẹ mới kêu chứ thôi đi thầy đi. Đi thầy coi sao. Đi thầy người ta kêu là bị bỏ bùa nặng lắm. Nên là kiểu vậy, giống như người ta gỡ một phần nào thôi. Rồi họ kêu là kiểu vậy, giống như cứ gỡ lần thì hết á, nhưng mà cứ mỗi lần gỡ xong á là nó lại bị nặng hơn. Giống như là tới thì khi mà chị đó xong lại về là nó sẽ bị nhiều lên nữa, có thể là vậy. Tại vì cũng có nghe mọi người chia sẻ là khi mà đi không đúng hay sao đó là về là nó sẽ quặt nhiều hơn nữa, hay bị nặng hơn. Nó sẽ nặng hơn, tại vì giống như nhiều loại trong cái người mình đó. Nói khi hồi nãy mà thấy em máu, thấy mà nhìn thấy mà thấy tội nghiệp. Quá trời ói ra quá nhiều rồi. Mấy chị trong công ty là mấy chị ơi có thấy mặt em sưng không? Sao em thấy sưng mặt đau mà y như kim châm á. Cái mấy chị kêu là không, mặt mày bình thường mà mày đâu bị gì đâu. Bây giờ mà hai con mắt của em nó mở không lên luôn rồi nè. Sưng cục luôn rồi mà cái mặt của em nó rất là đau. Đầu của em mà gọi anh mấy anh cứ kiểu tí mít á, cái vỏ mít á. Mít chưa? Là cái đầu của em nó giống vậy, gai mà nó chi chích nó lên hết đầu em luôn vậy đó. Cái em mới nói với mẹ kêu chứ là chiều nay mới đi nè. Chiều nay em đi làm về mới đi. Nhưng mà mẹ kêu là mấy anh gọi nói lên sớm đi để gặp thầy sớm.
là tối hôm qua em đi làm về là em chạy lên đây luôn. Tức là mình đi làm về là mình đi lên đây luôn đó ha. 6 giờ 7 giờ em tăng ca là bắt đầu lên xe đi lên đây luôn. Rồi nó có linh tính em là cách đó 2 tuần đó, cô của nó nói như này. Chuẩn bị đi núi Cấm á. Lên lễ Phật mừng lắm. Cái sự vui mừng của nó mà gọi là giống như là nó không ăn cơm nó cũng no nữa. Cái bắt đầu cô nó không đẹp không việc rồi không có lên được, không có đi được, cái bắt đầu nó bệnh. Dán đây miếng nó làm riết thì cái mặt của nó không ra gì. Nó trời ơi, con đi làm con dán cái gì tùm lum hết vậy, hay quá đau rồi mà đau đầu à. Không biết cái gì trong đó. Cái bây giờ con ẵm con đi cho mẹ làm công chuyện, nó cũng không đụng tới con nó luôn, giống như nó buông xuôi rồi đó. Nó mệt quá rồi, mà hồi nãy bà về bà có nói rồi là con của chị mất mạng đó. Như người ta hại là phải là rồi bỏ xác người ta mới chịu. Đúng rồi. Thì thôi thì nói chung thì cũng nhờ mấy em cũng quay những cái clip này lên để cho mọi người xem. Thì đây là một cái phải nói là cái linh thiêng của trên núi, với lại những người mà thực hiện những cái chương trình này á là cũng phúc đức lắm. Sẽ quay tung những cái clip này lên thì mọi người hãy tin tưởng vào Phật pháp, phải tin tưởng vào Phật pháp. Và bùa ngải là có thật đó, tâm nó linh hại người nó hại người, nó làm cho người chết này kia. Cho nên là mọi người đừng có phải cảm ơn những người thực hiện cái chương trình này. Chúng tôi cũng thay mặt cho gia đình và cũng là mẹ của người nữ bị hại đây, chân thành cảm ơn các anh đã có những cái hành trình như vậy, thật là đáng quý. Xin chào. Rồi, con cảm ơn cô ha. Đây là lời chia sẻ thật lòng của cô đó cả nhà. Thật sự ra là bùa ngải là có thiệt chứ không phải là không có. Đó, thì nó cũng có hai loại, là một loại là giúp người mà một loại là hại người. Đó. Thì các bạn thì đã xem clip thì tin cũng được, không tin cũng được, thì mọi người có thể là để lại bình luận một câu là quan hệ chút xíu ha cả nhà, nó sẽ vui vẻ hòa đồng hơn. Thì hiện tại là cơ thể của mình là rất là khỏe rồi đó ha. Dạ, cơ thể khỏe. Nãy thấy ói quá trời, ói mà xanh mặt luôn á. Nhưng mà khi mà ói ra là lại khỏe ha. Ói ra những cái giờ không biết ha, không còn nhớ. Ý như là không còn nhớ những cái cảm giác là mình đau trong người mình thì mình nhớ thôi, còn ngoài ra không nhớ gì hết. Thì nói cái cảm giác em gái nó là cái hồn đi đâu rồi, chỉ còn cái xác thôi, không có điều khiển được. Hôm nay lúc mà em lên cũng đó, lúc mà em mượn quẹt đốt kêu hấp đốt hương đó, thấy mặt là căng à, đơ mà thấy căng căng rồi đó. Dạ đúng rồi, cái thằng sắc nó không giống, không có còn nữa. Nhưng mà cái lúc này hình như thấy là khuôn mặt nó sáng, nó tươi lên lại, khỏe lại rồi. Con thấy tươi rồi đó, đúng rồi. Hồi trước á, ví dụ như là một ngày em cúng mẫu rồi này kia là mẹ em nói ngày nào mặt mày sao thấy cũng sáng lắm. Đúng rồi. Mà cái thời gian sau này mẹ em nói sao mặt mày một ngày mấy sắc mặt vậy? Lên công ty cũng vậy. Nhiều khi mình làm xong cái mình nhìn vô, mình đi vệ sinh á, mình nhìn vô kiến mình nói sao mặt mình nó kỳ cục làm sao mà mấy người kêu với một ngày mặt mày mấy sắc mặt lận tì. Có khi mình như đàn ông á, mà cũng có khi mày thấy mày như bà già hay gì á. Nói chung là mặt của em kỳ lắm, không bao nhiêu của em, tính của em cũng kỳ lắm. Nên nay em thích làm mai em nghỉ à, không nghỉ nghỉ không làm đâu. Nay hôm nay em làm vậy đó, mai tập đơn thì làm chục lần vậy đó. Thì qua cái sự việc này thì nói chung là chúc mừng gia đình nhiều lắm. Thì nói chung nãy có chị bên gia đình cũng xúc động rơi nước mắt, thì làm cho anh em cũng xúc động theo ha. Thì khi mà giúp được ai thì anh em ở đây cũng vui. Rồi thôi, cảm ơn gia đình nha. Cảm ơn các anh em thực hiện chương trình. Dạ, không có gì.